đâu đâu di di ra xem nào. Ừ? Không, đây là cái nền gỗ con nhảy nhảy sập đấy. Thư giãn phết nhỉ, quanh quanh nhà có cái hồ cá như này, thư giãn nào. Đây đây là con này, là con dài dài này, là con cá tầm đúng không? Đây con cá chấm hay cá gì đấy. Con đấy đấy nó đánh nhau đây này, nó xước hết người. Con kia con cá quả chỉ nghịch cái thôi, cá này để ăn rồi nó chết. Con này con khỏe này, ra đây bác cho con xem. Đây này con này khỏe này. Con này khỏe này, tóm luôn. Ôi giời ơi. Con đấy là khỏe, con đấy là tên nó là cá dọn bể đấy. Đấy. Ôi giời, cái con này. Con dài dài là con cá chê. Đấy là chí phèo. Đấy con dọn bể đấy. Tát chí phèo á. Đấy ngay dưới tay cái bóng này. Đây. Đợi nước nó lắng thì mình nhìn thấy được chưa? Thằng này nó còn mang giày ra để nó rửa giày nữa cơ. Đấy, hai thằng cháu. Hai đứa cháu. Cái này như kiểu cuối xe gió nhỉ. Thang là trên bên nào lại là rừng. Anh khai cái ra. Đấy, rất là đi ăn mà rất là ấy nha. Nói chung là cái không gian rất là cũng rất giải trí. Cá này, cá nuôi xung quanh rồi. Cá nuôi xung quanh là toàn cá chê này. Viên này là viên như kiểu viên đá, viên nhựa nhỉ, thủy tinh nhỉ. Thằng con này nó nghịch lắm, con này cực kỳ nghịch luôn. Chả mấy khi mấy bác cháu tầm một tháng chắc là bọn này về một lần, thế nào cho anh đi ăn. Đi đi vào ăn nào. Đưa đây để bác cất cho. Đây ổi con sai này. Nhanh lên không, tí nữa mẹ mày về là lại ấy đây, thì cũng muộn đây, là không lấy được kiếm đâu. Đây không gian rất đẹp nha. Gian rất thư giãn. Ở trên tầng cũng đẹp. Ô, con kia nó ngồi trên bàn thế à mày?